Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Chiếc Ốc. Thì hôm nay mình xin tiếp tục cái series về giới thiệu súng, review những loại súng trong con Call of Duty Mobile nha các bạn. Thì hôm nay cái súng tiếp theo mình xin giới thiệu đó là cây ASM10 các bạn. Nó vô cái kiềm là hổ vàng xanh. Cái màu rất là hổ vàng luôn các bạn, dữ vàng luôn các bạn. Cái những vàng vàng là mình phái ra, thực dạng như là mình hổ báo nè, hổ báo và vàng xanh, nó màu xanh nó cũng màu phong thủy mình đó, mình rất là chịu cái màu này luôn, gặp cái súng này rất là chịu luôn, không biết vô trong cái mà vô trong mà cái bài bắn nó khác thì mình sẽ như thế nào các bạn, mình sẽ test thử cho các bạn xem các bạn. Rồi ok ha, thì mình xin gắn phụ kiện như sau, mình sẽ gắn cái tầm mà cái tầm nào đây, cái tầm ngắm này, ngắm 1x đi, 1.5x đi ha, và mình sẽ tăng cho nó một cái độ sát thương, đó là tăng cái độ cây súng mà cái viên đạn mà công phá các bạn gì sát thương đó là 62. Để mình giới thiệu lại, cái súng này đi, súng này là cái sát thương là 50 các bạn, tốc độ bắn là 70, bộ lộn. Cái sát thương đó là 62, sát thương của cây AS-M10 là 62 các bạn. Và tốc độ bắn là 55. Cái chuẩn xác là 53, cái cơ động là 55. Tầm bắn là 58 các bạn. Thì cái một cái chỉ số rất tương đối là rất là ok, nó không mạnh về cái kệ nào hết. Mà nó đều về những cái mà cái chỉ số để mình quyết định trong cái cuộc thi đấu đó khác các bạn. Cái súng này mình rất là thích này, mấy loại AK bắn thì nó hơi giật chút, mà có điều cái là nó đam, nó cao cũng cao. Cây này cái sát thương là 62, thì mình xin cho nó vô cái phụ kiện của nó là cho nó thêm một cái viên đạn công phá các bạn. Giờ là AK thường nó giật thì các bạn cho nó thêm một cái tay cầm trước ha. Đây là cái đồ của mình thôi nha, còn các bạn là khi các bạn bắn thì các bạn sẽ lên đồ theo cái kiểu của các bạn ha. Và mình sẽ thay một cái băng nặng nhanh các bạn. Mình thay một băng nặng nhanh nha. Để mà mình thay cho nó nhanh các bạn. Rồi ok. Đấy là phụ kiện của cái AS-M10 này, thì nó như vậy thôi, còn tùy theo các bạn thi đấu như thế nào các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào tiến hành, chúng ta kiểm tra coi cái súng này như thế nào các bạn. Quạt súng kia rồi đổi qua, chưa đổi qua nữa thì giờ thứ nhất đổi rồi mày. Rồi ok ha, phụ kiện rồi xong thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta vô chúng ta đấu các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào đấu các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào để chúng ta thử coi cái độ mà bắn cái này nó như thế nào các bạn. Mình thì mình không phải là một cái game thủ chuyên nghiệp nha các bạn, mình chỉ review cho bạn xem những cái mà chỉ số của súng thôi nha các bạn, còn cái bắn của mình thì mình cũng tương đối thôi, chứ mình không có dạng mà cũng dạng giỏi đâu các bạn, cũng được tạm tạm thôi. Chủ yếu là mình vô đây mình tham gia là mình chỉ góp vui thôi các bạn. Rồi còn 100 viên, 15 viên không biết đủ nguyên liệu này có dịch không đây. Đang chờ mấy ông vô làm hết hồn chưa, bắn chơi băng luôn nè, chơi băng luôn nè, chơi đi, chơi đi.
đạn miễn phí mà nói lo cái gì. Rồi vô trận đấu rồi đó, vô trận đấu rồi đó, bắt đầu vô. Vậy chúng ta sẽ vô test thử cái súng này nha các bạn. Tôi thử rồi sao. Đây là vô tứ của ta. Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Giờ chúng ta hãy mở cái tài phone chúng ta lên. Nổi kèo. Ok hai mẹ, ok. 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 Hết đạn chưa? Hết đạn chưa ba? Đông dữ vậy. Đông dữ vậy trời. Đông dữ vậy anh. Ồ cái súng nó bắn y mà các bạn. Tìm viên đạn còn phá nó y mà nha. Tìm chưa bài. Ra ra luôn. Không dẫn mặt tôi hay không? Phù đâu dữ vậy? Không là mình phải bắn nè. Tại vào bắn này không à. Cái này bắn này xuống nè, bắn hơi giật các bạn ơi. Cảm giác nó hơi giật á. Nó sát thương nó cũng cao mà nó hơi giật á. Chẳng cái ok. À nhắn tin nó trời cái ác ôn là. Trong cái giờ trải nghiệm của mình thì mình thấy nó hơi giật các bạn. Đồng quá à. Tại mình tôi giết nhiều rồi. Mấy ổng giết gì đâu mà 25, 26 gì vậy. Máy được gần hết pin các bạn ơi. Ngắm gì ông hài. Gần hết pin anh lắc quá à. 100 à. Thua rồi. Mấy người này bắn chơi chết chết chơi người ta. Thì mình qua cái review cây SM10 này thì mình nhận xét như sau. Thì cái độ sát thương đó mình thấy là tương đối cao các bạn. Và cái tốc độ bắn nó cũng tương đối được. Còn cái mà cái độ giật đó thì mình thấy bắn cảm giác nó hơi lắc, nó hơi giật các bạn ơi. Nó hơi hơi bóc là và các tuy mình có đã gắn cái cầm trước nhưng mà nó vẫn hơi lắc thôi vậy. Các bạn bắn cái này các bạn nên cẩn thận các bạn.
các bạn nên bán từ từ, nhắc từ từ, để chế độ mà không có tự ngắm các bạn nha. Bán thì có thể mà nó ngon hơn, tại vì mình quen bán cái chế độ mà tự ngắm rồi thì nó mình cảm thấy nó hơi lắc hơi giật các bạn. Thì qua cái video này thì các bạn cho mình cái ý kiến để mà các bạn bình luận trên màn hình các bạn. Rồi thì những cái mà ưu điểm khuyết điểm này thì mình sẽ đánh giá chung như sau. Thì đánh giá chung cái súng AS-MM như sau thì nó cái gì mà cái mà tốc độ bắn thì mình thấy là nó 55 tia 55, nhưng mà mình bắn cảm giác là cũng nhanh, nó rất là nhanh nha, chứ không có đến nỗi mà trung bình đâu, nó nhanh đó. Cái độ sát thương này cũng cũng cao các bạn. 62 thì chúng ta sẽ thêm cái viên đạn xin phá thì lên 72 các bạn, thêm mừng các bạn. Thì nó mình thấy là nó ok đó các bạn, cũng ok đó. Mà khi mình gắn cái tay cầm trước thì nó chống giật chính xác, nhưng mà cái độ giật đó mình thấy nó hơi giật các bạn. Còn cái độ cơ động của nó thì cũng tương đối thôi, cái độ cơ động thì cũng tương đối thôi. Các bạn xài cái súng này các bạn nên cái nãy mình đã xài cái tay cầm mà thay đạn nhanh đó các bạn nên đổi lại cái băng đạn mở rộng đi, để các bạn bắn cái băng nhây cho nó nhiều hơn chút xíu. Mình tính vô mình bắn cái kiểu mà bắn nhanh rút nhanh đó, chứ mình không bắn băng nhây. Rồi mình thấy cái súng này bắn là dạng nhây á, tại vì bắn không quá nó giật quá thì mình hơi nhây lâu lâu chút xíu, đạn nhiều chút xíu thì các bạn sẽ được giết được mạng dễ hơn. Còn các bạn mà để mà đạn ít quá thì các bạn nó giật lắm. Tùy theo cái mức độ rồ của bạn, các bạn như thế nào thôi. Mình kiếm mình thì mình bắn bình thường, mình dạng tương đối thôi, chứ mà không dạng rồ, mình không có nhận định mình dạng là dạng rồ. Mà tuy mình là mình bắn như vậy mình thấy là nó hơi giật á. Thì cái khuyết điểm cái súng này là cái độ giật thôi. Ngoài ra thì những cái mà cơ động, những cái mà tốc độ bắn, những cái sát thương thì mình thấy là ok. Với cái ngoại hình đó, nó ngoại hình đó mình rất là thích nha các bạn. Cái súng này cái màu mình rất là thích nha các bạn. Thì cái khuyết điểm đó mình sẽ khắc phục sao về cái độ giật của các bạn. Tuy mình sẽ làm chủ được cái súng này vì cái thời gian mình nó tiếp xúc với cái súng này nó không được lâu, thì mình có thể là làm quen với mau thôi các bạn. Cái độ giật đó thì mình sẽ bắn từ từ quen thì các bạn sẽ điều chỉnh lại ha. Thì mong rằng các bạn sẽ trải nghiệm thú vị về cái súng này các bạn, để mà các bạn có đua tranh, các bạn có đấu giải gì đó để các bạn luyện tập các bạn. Mình thấy là cái súng này rất là ok các bạn, ngoại hình nó là ok các bạn, ngoại hình nó với cái độ mà sát thương nó với cái tốc độ bắn là rất là ok các bạn. Có cái khuyết điểm là giật chút xíu này, AK thường cũng hơi giật chút vậy đó. Các bạn làm chủ được nó thì các bạn sẽ thi đấu tốt thôi. Rồi ok ha. Thì mình cũng kết thúc video tại đây nha. Rồi mình xin cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh mình mấy lâu nay nha các bạn. Nếu mà thấy hay thì nhớ để lại đăng ký và một cái nút like cho mình nha các bạn. Còn nếu mà thấy chưa hay thì các bạn cũng cho cái nhận xét, cũng cho cái bình luận để mà cái kênh mình hoàn thiện tốt hơn các bạn. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và luôn theo dõi mình nha các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.